Có thể nói biển cấm nó là một cái chủ đề mà mọi người bàn tán với nhau rất là nhiều, vì có những cái câu chuyện xoay quanh cái việc là lý do tại sao nó lại bị cấm này, những cái vấn đề, những cái bí ẩn ở bên trong nó, hoặc là do kiểu nó bị cấm cho nên là mọi người mới muốn xem nó, kiểu tâm lý con người là như thế mà. Tôi thấy đây là một cái chủ đề khá là hay, cho nên là tôi đã dành thời gian ra để lên mạng và tìm hiểu về những cái tác phẩm anime bị cấm chiếu. Ngoài trừ một số bộ bị cấm vì những cái lý do nó rất là nhảm lời, như kiểu là Doraemon bị cấm tại Pháp bởi vì có hại cho sự phát triển của trẻ em, trong khi Pakistan thì lại do rằng là phim có quá nhiều hình ảnh nhạy cảm, kiểu ai biết đâu thằng Doraemon nó kể chuyện từ đầu đến cuối mà. Nhưng mà trong số đó chúng ta có một cái tác phẩm phải gọi là cực kỳ nổi tiếng vì cái độ kinh tởm của nó. Đúng vậy, Midori Shoujo Tsubaki. Đây có thể nói là cái tác phẩm bị cấm chiếu nổi tiếng nhất ở trên thế giới, bởi vì hầu như là ai cũng nghe qua về cái bộ phim này rồi ấy. Ở trên YouTube cũng xem này, ở trên Facebook cũng xem này, ở trên Twitter cũng xem này, người mù cũng xem này. Tác phẩm này bị cấm chiếu ở trên toàn thế giới, và thậm chí là cái lúc nó được ra mắt, những cái người mua về đã đập nát cái băng của bộ phim này sau khi xem xong. Cái này là tôi đọc ở trên mạng thôi, chứ còn tính xác thực thì kiểu trust me bro. Và tôi đã xem bộ phim này. Đúng vậy, tôi bị buồn. Và sau khi xem xong thì phải nói thật là tôi không muốn nói về nó một tí nào cả. Trước khi vào thì chúng ta cần phải làm rõ một số cái khái niệm trước. Midori Shoujo Tsubaki ra mắt vào năm 1992, được chuyển thể từ bộ manga có tên là Mr. Arashi's Amazing Freak Show. Vậy thì Freak Show có nghĩa là cái gì? Chắc là anh em nào hay nghe nhạc của Suburban thì chắc cũng không lạ gì với cái bài này đúng không? Kiểu lấy bối cảnh là một cái Freak Show điển hình. Tất nhiên là Freak Show ở ngoài đời nó không có một anh đẹp trai tóc xù với cả được Mia xanh lá quấn quanh người như là ở trong MV. Freak Show ấy, nó giống như là một cái rạp xiếc, nhưng mà ở đó người ta sử dụng những cái người bị dị tật hoặc là bất thường về cơ thể, ngoại hình không được bình thường như kiểu là bệnh tật, để mà mua vui cho người xem. Tôi biết là nó rất là biến thái được chưa, nhưng mà kiểu ai biết được, hiểu không? Sense of humor, khiếu hài hước của mấy người có tiền ngày xưa có lại như thế. Về cơ bản thì Freak Show nó là một cái rạp xiếc, nhưng mà thay vì ở đó có người đu dây, có tiktoker, có mấy con hổ nhảy qua cái vòng, thì Freak Show nó sử dụng cái sự bí ẩn của những cái biến dị trên cơ thể con người để mà thu hút người xem. Vào khoảng thế kỷ 20 thì Freak Show nó không còn phổ biến nữa, do là cái ngành y học đã phát triển và những cái dị tật này đã được giải thích bằng y học, khiến cho Freak Show nó mất đi cái sự hấp dẫn của nó. Hoặc là không còn thằng nào đủ biến thái để cười vào những người bị dị tật bẩm sinh, kiểu I don't know. Về nội dung thì Shoujo Tsubaki kể về một cô bé tên là Midori. Bố đã bỏ đi, còn mẹ thì bị bệnh nặng, cho nên là cô bé đã phải đi bán hoa để trang trải cho cuộc sống. Và một đêm thì cô gặp một cái người đàn ông mặc vest rất là lịch lãm, và thường là mấy cái thằng mặc đồ lịch lãm trong mấy cái phim kiểu như này là thường là mấy cái thằng rất là biến thái ấy. Ông đã mua toàn bộ số hoa của cô bé và bảo cô bé là hãy đi tìm đến ông khi mà cô gặp rắc rối. Cô bé quay trở về nhà và nhận ra là mẹ mình đã qua đời bằng một cách không thể nào mà kinh tởm hơn. Thôi được rồi, để tôi tả cho anh em cái khung cảnh lúc đấy nhá. Những cái con chuột ấy, nó đã ăn cái xác đấy, và nó chui ra từ cái bộ phận ở phía bên dưới ấy, thề trông nó rất là tởm. Và bạn nào mà sợ body horror thì đừng có xem nó thật. Bất đắc dĩ thì cô bé đã phải đi tìm đến cái người đàn ông mặc vest ban đầu để tìm kiếm cái sự giúp đỡ, mà không hề nhận ra là mình đã bị rơi vào một cái freak show cùng với những con người rất là kỳ dị. Cô bị đánh đập, bị quấy rối, bị sai khiến bởi những cái con người này. Thậm chí là những cái con chó nhỏ này, những cái niềm vui duy nhất của cô, cũng đã bị cái thằng nửa nam nửa nữ này phát hiện xong rồi đem về làm quan. Đỉnh điểm đó là cô bé này đã bị lấy đi lần đầu bởi cái thằng cục tay này. Và cái cảnh này nó rất là thật. Khi mà công việc bắt đầu bị trì trệ tại vì cục tay bắn cung với cả fanboy thổi lửa không còn kiếm ra tiền được nữa, thì lúc đó đã xuất hiện một cái người đàn ông tên là Wonder Masamitsu, và gần như là cứu lấy cải cái rạp xiếc này nhờ vào cái màn ảo thuật chui ra chui vào cái lọ. Midori rất là thích những cái màn ảo thuật này, và Masamitsu cũng rất là thích Midori, vậy nên là cả hai người đã kết hôn với nhau. Tôi được rồi, tôi biết là nghe nó rất là ấm dâu, nhưng mà vào cái thời này thì việc phụ nữ kết hôn sớm nó cũng là một chuyện bình thường, hiểu không? Tôi không bảo là nó tốt, và tất nhiên là thời nay thì các bạn không nên làm như thế, nhưng mà tôi nghĩ là nó tốt cho Midori, tại vì sau khi kết hôn với cái người mà kiếm ra nhiều tiền nhất cho cả cái đạp này thì không còn ai dám đụng vào Midori nữa. Midori đã có một cái cuộc sống tốt hơn ngày xưa rất là nhiều, khi mà bản thân cô không cần phải làm bất cứ một cái điều gì nữa. Đến một ngày Midori đang ngồi ăn kẹo thì cái thanh niên quấn băng này tên là Uchisute phải đến tỏ tình với cả Midori. Masamitsu sau khi chứng kiến cái cảnh đó thì đã thôi miên Uchisute và cho nó thấy cái cảnh mà mình bị cát lún nuốt chọn. Sáng hôm sau mọi người tìm thấy xác của Uchisute, Midori ngay lập tức bỏ chạy tại vì chính cô đã chứng kiến cái cảnh mà Masamitsu thôi miên và nhét bùn vào miệng của Uchisute.
ông đã bắt Midori lại và nói rằng là ông nằm bị là vì cô. Ngày hôm sau thì có một người đàn ông mặc vest lịch lãm đến và muốn mời Midori làm diễn viên cho bộ phim của họ. Midori thì rất là vui mừng, nhưng mà nhìn mặt cái ông này thì chắc là ông cũng chả vui vẻ gì rồi ha. Masamitsu đã xé cái tấm danh thiếp và đuổi người đàn ông kia đi. Tối hôm đó thì Midori đã cố tình cho Masamitsu nhìn thấy mình đang ghép các cái mảnh của cái tấm danh thiếp này để cho ông biết được là cô thực sự rất là muốn đi. Masamitsu tức giận và nhốt cô vào trong chiếc lọ giống như là cái màn ảo thuật của ông và quyết định thực hiện cái buổi biểu diễn một mình. Trong khi mà bản thân của Masamitsu đang không thể nào mà tập trung biểu diễn được vì lo nghĩ về Midori còn ở dưới thì cứ suốt ngày cái chọc ngoáy ông ngoài, cho nên là ông đã rất là bực mình và đã thôi miên toàn bộ khán giả ở dưới cho họ nhìn thấy được những cái hình ảnh mà bản thân bị biến dạng mà tôi chắc chắn không thể nào show ra cho anh em xem vì YouTube nó sẽ gõ vào đầu tôi. Dù cho là mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng mà vì quá khiếp sợ Masamitsu cho nên là khán giả không còn đến xem cái buổi biểu diễn nữa, khiến cho rạp xiếc bị thất thu nặng nề. Tối hôm đó thì Masamitsu đã tìm đến Midori xin lỗi và giúp cô nhìn thấy được những cái hình ảnh khi mà bố mẹ mình còn sống. Sáng hôm sau thì được tin ông bầu đã bỏ trốn cùng với số tiền thì Midori và Masamitsu đã quyết định là rời bỏ khu hội chợ để đi tìm một cái tương lai mới. Tưởng rằng là mọi chuyện đã kết thúc mà không, hiểu không? Trong cái lúc đang đợi xe thì Masamitsu quyết định là đi mua một chút đồ ăn và ông đã chứng kiến một cái vụ cướp xảy ra và ông đã bị giết bởi cái tên cướp. Không thấy Masamitsu trở về cho nên là Midori đã quyết định đi tìm nhưng mà không thấy. Trước mặt cô thì hiện ra những cái người ở trong rạp xiếc, cô lao vào tấn công họ và xung quanh cô biến thành màu trắng. Cô đứng nhìn vào khoảng không và sau đó là hết phim. Nói một chút về đoạn kết nhá, thì tôi nghĩ rằng là Midori đã tìm thấy cái xác của Masamitsu nhưng mà vì quá sốc cho nên là cô đã bị ảo giác và quyết định giống như là anh Sơn Tùng ấy, chấm dứt cái cuộc đời bất hạnh của cô bé Hoa Trà. Nói như thế nào nhỉ? Tôi có thích cái bộ phim này không? Chắc là không. Cái thứ mà tôi thấy thích duy nhất ở trong cái bộ phim này là cái art style trông nó rất là cổ, hiểu không? Tôi là rất là thích những cái art style cổ, còn lại thì tôi chả thích cái gì cả. Tôi tưởng nó bị cấm tại vì cái nội dung của nó có gì đấy nó ghê tởm thôi, nhưng mà không. Ngoại trừ khoảng nửa đầu phim nói về những cái điều mà Midori đã phải trải qua trong những cái tháng ngày mới đầu tham gia đập xiết là nó tởm lợm ra, thì từ cái lúc mà Masamitsu xuất hiện là Midori đã có một cuộc sống tốt hơn rất là nhiều. Phim có rất là nhiều body horrors, nghĩa là sử dụng những cái biến đổi bất thường ở trên cơ thể để tạo ra cái sự kinh dị. Và phải nói thật là những cái cảnh máu me nó làm rất là thật và nó rất là gớm. Tôi đoán đó cũng là lý do chính khiến cho cái bộ phim này nó bị cấm chiếu. Trước khi vào phim thì anh em có thể thấy được cái thanh niên này, cái thanh niên mà được quấn băng từ đầu đến cuối và cũng có thể nói là cái hình ảnh gần gũi và nổi tiếng nhất khi nói về Soju Tsubaki ấy. Lúc đầu tôi nghĩ là cái thanh niên này sẽ đóng một cái vai trò gì đấy quan trọng ở trong phim, nhưng mà cuối cùng thì cái thanh niên này chết ở đâu đó khoảng giữa phim. Có lẽ thanh niên này nổi tiếng là do trông có vẻ bình thường nhất ở trong cả cái đám đầu trâu mặt ngựa này, ai biết được. Nếu mà bạn tự hỏi thì đúng, manga của bộ này vẫn được in và bán một cách bình thường, thậm chí nó còn có một cái bản live action vào năm 2016. Tôi không biết là mấy ông Nhật Bản nghĩ cái gì, kiểu anime thì bị cấm chiếu vì nó quá kinh dị, trong khi manga thì hình ảnh và tình tiết nó cũng tương tự thì chả bị làm sao. Tôi có xem qua trailer của cái live action thì tôi thấy nó giống như là một cái đám cosplayer đang đi đóng phim hài ấy. Đó là toàn bộ về Soju Tsubaki. Để mà nói nó có xứng đáng bị cấm hay không thì tôi nghĩ là có. Với một cái cốt truyện và hình ảnh như thế này thì cho mọi người xem đại trà nó cũng không phải là một cái ý gì đấy hay. Cứ việc cấm đi, bởi vì kiểu gì cũng sẽ có mấy cái thằng YouTuber rảnh rỗi trên trời rơi xuống mở đầu đào nó lên xong rồi làm video clickbait về nó.